người ta muốn gân guốc không, mấy giờ mình về mình chích vô cho nó nổi gân. Giơ bàn tay lên cho khán giả coi. Tài nó múp míp như con gái không ơi. Tao thấy cưng lắm. Ờ dạ vậy thôi em đổi sang cô mụn miệng. Ừ đó, dễ thương vậy đó. Em nhảy được đúng không? À, dạ nhưng mà không thể nhảy trên đây được đâu chị, tại vì cái đó chị có thể nhảy cho anh like xem thôi. Bấy nhặt Kushida điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Ngọc Phương Lai. Em đến từ Đồng Nai. Em làm công việc gì Lai? Dạ em làm bên nghề quay phim chụp hình, môi giới nhà đất. Đất Đồng Nai giờ lên. Dạ lên. Bữa nào bán anh với Ngọc Lan nền để rẻ. Trời ơi bên đây không có tiền mua nha. Mời nhà gái. Dạ xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào anh Lai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Duyên, năm nay 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại đây luôn. Ôi ơi. Quá trời lanh luôn á trời. Dạ em là họa sĩ tự do ạ. Ưu điểm và khuyết điểm của Lai là gì? Dạ ưu điểm của em là hoạt bát, nhiệt tình. Khuyết điểm thì đàn ông chưa vợ thì có hơi bề bộn một tí xíu. Không có lo chuyện đó. Dạ. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em á, em là một người rất là tình cảm, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Thì từ hồi nhỏ mà khi mà bà ngoại á mà ẵm em trên tay thì bà đã nói là trời ơi, bà mới ru đến cái câu là mẹ già như chuối chín cây là bắt đầu khóc ré lên luôn. Em không hiểu tại sao nữa. Dạ nhưng mà lúc đó là mình cũng không hiểu là mình quá tình cảm luôn ạ. Ưu điểm một chút nữa đó là em rất là suy nghĩ tích cực, lạc quan. Còn về khuyết điểm thì em rất là hay gồng. Dạ. Không muốn cho người ta biết mình đang nghĩ cái dạ, gì. Dạ đúng rồi, mình rất là hay gồng. Mặc dù mình có thể là mình hơi yếu đuối á, nhưng mà không sao, mình cứ gồng mình lên vậy á. Nhưng hay mà sau khi em gồng lên như vậy thì em có cảm thấy nó đỡ hơn không, nó khá hơn không? Tại vì khi mà mình không được sống thật với lại cảm xúc của mình á, thì mình sẽ có rất là nhiều suy nghĩ, không có được sống đúng là con người mình, thì mình không đủ tình yêu thương để mình cho đi những người khác. Dạ. Nên là cái đó mình phải thay đổi. Dạ đúng rồi. Cô gái bên đây rất là năng động, rất là cá tính, rất là hoạt bát, rất là đáng yêu luôn. Bên đây cũng vậy, người ta mua bán bất động sản người ta cũng lanh lẹ, cũng phải không có vừa đâu nha. Thấy không? Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình cuối cùng đây là chia tay được 1 năm, quen được 3 năm. Mối tình thứ nhất quen mấy năm? Dạ 2 năm. Thứ hai? Dạ 2 năm. Thứ ba? Thì 3 năm. Mình có cái lỗi gì trong đó, có cái sai gì trong đó mà để đi đến sự chia tay? Nghĩa là em làm bên nghề quay phim chụp hình á, thì chắc đây mấy anh cũng làm bên nghề đó, mấy anh cũng biết là mình đi quay suốt tới thứ bảy chủ nhật thì không có thời gian để dành cho bạn gái, có những cái xích mích trong đó dẫn tới chia tay. Vậy là em phải học hỏi mấy em quay phim nghe anh. Mỗi thằng quay phim tài nó quen ba châu Á không cô mà nó vẫn có thời gian hẹn hò nhau. Sắp lịch hay lắm, đây là những tài năng sắp lịch đó. Vậy mà em quen con cô mà sắp lịch không được là làm sao? Vậy giờ có cô... thời gian chưa? Dạ có rồi tại có nha. Giờ em không còn nhận, em hồi xưa em làm bên áo cưới nên em đi nhiều, nhưng mà giờ em chỉ về bên quay phim với chụp hình thôi, chỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Ok. Dạ. Nhà gái biết rồi, bên đây là hãy lắng nghe tình trường của bên đây nè. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Trời. Nhanh gọn lẹ. Ủa lẹ em nhưng mà sao? Dạ dạ chị Ngọc Lan biết sao không chị, là do em muốn tiền dành thời gian để tìm hiểu bản thân mình. Dạ lúc nào cũng vậy hết á, lúc nào là mình cũng phải hiểu mình trước, bản thân mình muốn gì. Dạ thì lúc đó mình mới có thể là cho đi tình cảm của mình mới biết được cái gu của mình là như thế nào. Dạ lúc đó thì em mới mới bắt đầu là tìm hiểu người khác. Còn trước đó thì có thể là một số cái chị chú Quyền Linh xinh quá, dễ thương vậy mà không có bồ nội ơi, dễ sợ luôn mà đáng yêu lắm luôn ơi. Dạ chứ có bắt tay một chút được, bắt mấy chút cũng được hết. Dạ vậy mà không có bồ trời. Dạ ông mắt lé hay sao không? Giỏi gì mà không có bồ, lanh lợi nữa. Dạ căng cảm ơn chú. Nói giờ có nắm tay đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa luôn á hả? Dạ. Chút nắm tay đầu tiên đúng không? Dạ. Hy vọng là vậy ha. Dạ. Về kia bán bất động sản này kia được không?
Dạ được, dạ được. Được ha? Dạ được. Được. Tráng thông minh, nó cao ráo, thông minh. Tráng này thông minh lắm nè. Dạ con cảm ơn chú. Rồi được rồi, để chú tính cho. Con bây giờ gu con sao nè? Dạ gu của con thì là một bạn nam biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Rồi suy nghĩ tích cực. Rồi. Rồi có một cái điểm được con rất là thích, đó là cái đôi bàn tay gân guốc. Để tôi đi qua tôi coi bàn tay có gân guốc. Bàn tay uống đu là chết rồi. Tay chú gân guốc không? Uống đu, uống đu. Tôi thấy cái hình nền đó, tôi thấy ông không biết gân nào. Hình nền cái tay uống quá hả? Người ta muốn gân guốc không? Mấy giờ mình về mình chích vô cho nó nổi gân. Giơ bàn tay lên cho khán giả coi. Tay nó múp míp như con gái ông ơi. Tay thấy cưng lắm. Tay cưng lắm. Ừ. Tay u nu u nần ha. Ừ, trời ơi, nụt nè, tay như hơn tay tôi nữa chạy. Ừ. Mình đổi gu đi em. À, dạ, vậy thôi em đổi sang gu mụn miệng. Ừ à. Đó, dễ thương vậy đó. Nhiều khi á, bàn tay nó mụm mỉm, nó ú nu ú nao nần, nhưng mà cái con đường đời nó gân guốc. Đúng. Nó gai góc, nó tạo nên cái bản lĩnh con người. Chứ chưa chắc cái bàn tay sần sùi mà nó cuộc đời nó có bản lĩnh nữa. Đổi gu rồi đó, an tâm nha, đổi gu rồi. Bây giờ gu đó rồi sao nữa bây giờ nè? Dạ, đó là một người đàn ông phải chín chắn. Ừ. Phải hiểu chính mình, phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình. Rồi. Dạ. Nãy giờ thấy bên kia nói mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng được 80%. Quan tâm với chia sẻ rồi, em quan tâm chia sẻ được. À, mình không thích đàn ông có điều gì? Dạ đó là cái tính độc đoán và gia trưởng. Độc đoán gia trưởng có không? Dạ không. Mình khoảng bao lâu thì mình có thể lấy chồng được nè? Dạ ngay khi mà con gặp được người phù hợp. Hay quá. Thấy không? Thấy nhà gái tôi... Thấy nhà gái ngon lành không? Nhà gái của tôi. Thôi bây giờ mình nói về cái tiêu chí mà mình chọn bạn đời như thế nào, coi có phù hợp với bên đây không. Tiêu chí của em là người nào hiền lành, vui vẻ, bao dung. Dạ. Bao biết kính trên nhường dưới. Dạ. Dạ được rồi, chứ em không có cần phải vẽ bề ngoài. Ừ, được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Mình đi với ai nè? Dạ con đi một mình chú. Bản lĩnh rồi không? Con bé nó bản lĩnh. Có chị Lan hỗ trợ an tâm. Đi với ai cưng? Dạ em đi với chú, thím với là ba đứa em. Không, hùng hậu quá. Hai đứa này em quá. Được ăn. Dạ. Giống gì ba gì sáu này kia ha. Dạ em chào anh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em là em gái của anh Lai. Thì theo thời gian em ngồi đây em quan sát thì em thấy là chị rất là dễ thương. Và em cũng mong là chị sẽ bấm nút cho anh hai em một cơ hội. Vì anh hai em cũng rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Và anh hai có nhiệm vụ và phải rước chị dâu về cho tụi em. Thế em gái dễ thương không? Em gái dễ thương vậy là anh trai cũng dễ thương vậy đó. Được rồi, thôi mở rào, tiến tới luôn, nhanh gọn lẹ. Dạ chào anh. Tặng em bó hoa. Dạ. Mong em tươi như hoa. Dạ chào. Đây là món quà. Ý nghĩa của nó là một ông già, một bà già. Anh mong hai anh và em sẽ đến với nhau và sống đến đầu bạc răng long. Dạ em cảm ơn anh. Mình quay qua cho khán giả coi. Chính tay em đi chọn luôn á. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là cái bức tranh mà em vẽ. Đúng rồi, anh nghĩ như vậy. Ba anh cũng là họa sĩ mà. Quá vậy hả? Dạ với lại có một cái lá thư. Trong đây thì anh nên mở ra coi. Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh. Bình yên ta mừng. Dạ, còn câu cuối. Hãy sống thật hạnh phúc và bình yên nhé. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ đầu tiên là em phải nói một lời cảm ơn đến với anh. Ừ. Dạ cảm ơn anh đã vượt qua được hết tất cả những thử thách, tất cả những cái sóng gió để đến được đây ngày hôm nay. Là một điều rất là em rất là mừng rồi, rất là trân trọng rồi. Nên là em chỉ muốn gửi đến anh một lời cảm ơn thôi. Còn cái về bề ngoài thì em sẽ không nhận xét. Thì anh cũng thấy em cũng vui vẻ,
Dạ. Đúng thiệt, như chị Ngọc Lan nói là em là anh rất là tươi. Dạ. Thì anh cũng mong là mình đến đây là có một cái duyên, bởi vì duyên của mình rất là cao. Nếu sau này anh với em tìm hiểu sẽ biết nhiều hơn. Đúng rồi, các bạn phải vượt qua cả ngàn hồ sơ mới gặp nhau đó các bạn. Phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ mới gặp nhau, như vậy là cái duyên lớn lắm đó. Bây giờ quan trọng thiếu nợ nhau thôi. Rung, nhưng mà anh sẽ tặng cho em một bài thơ tự nhiên anh mới suy nghĩ ra thôi. Dạ, quá hay. Hay. Nhưng mà anh suy nghĩ sao anh nói vậy thôi nha. Dạ, 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 dạ. Vừa mới em tặng thơ nên giờ anh cũng mới suy nghĩ thôi. Dạ, không sao ạ. Cảm ơn ai đã kết bạn cùng anh. Cảm ơn người sẽ chia buồn vui. Tại vì anh có những nỗi buồn, niềm vui thì cảm ơn bạn đã cảm thông vì tôi. Cảm ơn em đã dành tình yêu tôi. Nếu em bấm nút là em dành tình yêu cho anh luôn rồi đó. Là tôi cho anh một cơ hội á. Dạ, em cảm ơn anh. Em hơi bị rung. Dạ, em thấy là quá hay luôn ạ. Với lại có một cái điểm rất là hay đó là anh tên Lai phải không ạ? Đúng rồi. Dạ thì mẹ em tên là Lai. Dạ. Và mẹ em rất là thích sự tròn trịa một chút chút. Rồi mà em lâu ngày quá rất dấu Huyền còn lại Lai thôi. Dạ đúng rồi. Giờ là còn mình anh thôi đó. Còn Lai thôi đó. Dạ. Nếu mà em ở thành phố thì anh ngày thường thì anh cũng có thời gian nhiều mà. Anh ngoài thứ bảy chủ nhật anh làm hình rồi xong. Khi nào em rảnh anh sẽ chạy lên bên em. Dạ. Tại em ở thành phố thì quá thuận tiện cho anh luôn. Nhà nó ngoài quốc lộ 1 luôn. Anh chỉ ra lên xe là đến được với em rồi. Dạ. Hai bạn nên hẹn hò nhau một buổi để mà cùng nhau sáng tác. Một bạn thì vẽ và một bạn thì sáng tác ra những cái bức hình. Lan nghĩ là những cái hình ảnh đó nó sẽ làm đúng một cái là, kỷ niệm rất là hay. Chọn cho em đúng một người mà nếu mà thật sự là rất là hợp với em. Tại vì em là bên hình ảnh, bên này là hai họa sĩ. Hai bạn đều làm nghệ thuật mà. Dạ, cũng em cũng cảm giác là rất là hợp. Đúng rồi, rất là hợp. Hai bạn là tâm hồn nghệ sĩ đó. Ba lại là họa sĩ nữa. Nhưng rất tiếc ba là mất rồi. Dạ, em xin chia buồn quá anh. Chú Nguyên Linh ơi, con có cảm giác giống như là nó xa quá. Chú giống như là muốn lại ôm bạn luôn. Trời ơi, đứng lên em ơi. Tới luôn. Đứng im, đứng im, đứng im. Y như cặp nãy đứng im luôn. Đứng im coi. Dạ. Đứng im, cái huông tới luôn rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Ôm như hồi nãy sao? Ôm vậy luôn. Đúng rồi, ôm coi nó tròn trịa không? Trời, cặp này sao nó giống cặp nãy quá trời. Rồi, hình đẹp lắm. Nè, hai bạn có biết rồi. Là hai bạn làm cho chị muốn khóc luôn á. Trời ơi. Bây giờ đứng lên, đứng nói chuyện luôn, đứng nói chuyện luôn đó. Thời tới cả không kịp. Khoảng em khoảng bao lâu là em có thể cho gia đình anh Tiến tới với em? Ngày mai luôn. Dạ, nói chung là ngay sau chương trình luôn. Xong rồi thì mình sẽ tính đến cái chuyện đó. Đúng rồi, mình sẽ tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi em thích cái gì đi. Hỏi coi sở thích gì. À, em sở thích của em là gì? Dạ, sở thích của em hơi tế nhị một chút. Đó là em rất thích nhảy sexy dance. Wow, vậy là em nhảy được đúng không? À, dạ, nhưng mà không thể nhảy trên đây được đâu chị. Tại vì cái đó chị có thể nhảy cho anh Lai xem thôi. Ví dụ như không có nhảy đây được, hai đứa nhảy xong rồi nhớ quay hình gửi tôi coi thử. Em thích mấy đứa con? Dạ em thì thích một bé thôi, còn nếu mà được thì hai bé. Dạ, tùy theo cái điều kiện của mình nữa. Rồi muốn đẻ liền luôn không hay là đợi? Dạ đợi sau đám cưới. Đám cưới xong thì sớm con hơn sớm của. Đừng xích ra giữa này chút xíu tôi coi coi. Nè, bây giờ là cặp này phải nói là duyên kỳ ngộ luôn đó. Đúng rồi. Trời ơi. Nắm bàn tay thấy sao? Có mếp hay gân guốc gì không? Dạ rất là phê. Dạ rất là phê. Lần đầu tiên mình nắm tay anh trai đúng không? Mình cảm nhận rõ ràng hơn đi. Mình tả chi tiết đi. Lần đầu tiên đó, nắm tay người con gái trinh nguyên luôn đó. Dạ. Chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ chưa. Dạ vậy. Thì bây giờ về em cho anh hôn em một cái trên phim trường nha. Dạ nhưng mà hôn nghe máy mà. Ok. Để nguyên chụp tấm hình nha. Để nguyên lần bữa nay tôi làm chụp hình hết luôn. Để nguyên, tôi làm bằng chứng giữa tòa. Được không? Chịu dạ, không? Được. Chịu không? Dạ được. Tới công chuyện được không? Dạ nói. Bên đây chịu, bên đây không? Dạ chịu ạ. Vậy hai tôi bấm nút nha. Đúng dạ, rồi đó. Bấm nút. Hả? Được ha. Bấm nút cái ôm liền nha.
nha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. 1, 2, 3 tới công chuyện luôn, ôm luôn. Đơn giản gọn lẹ. Hạnh phúc đã gọi là ngập tràn trên sân khấu này. Về thưa với ba má, làm liền luôn bây giờ nè. Mình hứa cái gì luôn? Thì con xin hứa với ba mẹ của bạn là con sẽ lo lắng và chăm sóc cho bạn Duyên như bạn Duyên mong đợi. Hay quá. Duyên nói gì đi Duyên? Đây là chú với thím. Ba mẹ mất rồi. À, ba mất rồi hả? Ba mẹ mất luôn. Ba mẹ mất luôn hả? Mất lâu chưa? Dạ, mất ba thì mới mất được 100 ngày. Còn mẹ thì mất mười mấy năm rồi. Trời ơi, nói gì với cô chú đi Duyên? Thưa cô chú và thưa em gái cũng như là gia đình của anh Lai đến đây ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay con đến đây, con xác định là con sẽ quen với lại cái người bạn trai mà chương trình giới thiệu. Tại vì con tin tưởng chương trình, con tin tưởng vào trực giác của con. Xin hứa là nếu như con và anh Lai thành công thì con sẽ luôn luôn là người phụ nữ của gia đình, sẽ sống thật là hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho anh Lai. Con cảm ơn ạ. Em không phải làm dâu đâu. Em gái xúc động muốn khóc luôn kìa. À, chú, cô chú kìa. Đặc biệt là em gái muốn khóc rồi kìa. Em gái nói gì với anh trai mình câu đi em. Em cũng không biết nói gì. Tự nhiên thấy thấy vui cùng anh. Em chúc anh là hạnh phúc và có một người vợ yêu thương anh nhiều. Thấy thường quá à. Trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau biết có gặp không. Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi ta hãy hết lòng với nhau. Ôm nhau cái nữa nè. Được ôm. Được ôm. Cả cuộc đời chưa ôm lần nào chứ. Hạnh phúc rạng ngời luôn. Chúng tôi chúc hai em sẽ gặp tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc hai em sẽ sớm về chung nhà. Rồi dắt Duyên đi. Muốn dắt đi đâu này. Đi không phải đi bên này chứ. Tùy không thể nào muốn dắt đi đâu thì đi được. Chúc mừng cho cặp đôi đầu tiên quý vị, rất là vui. À, chúng tôi mong muốn rằng những cặp đôi lên đây họ có duyên có nợ với nhau nhanh như vậy đó. Nói thiệt, mua bán cũng vậy, mua nhanh bán gọn, yêu nhau hay là gọi là kết hôn nhau cho nó sớm nó lẹ làng. Mình sinh con để cái, gia đình hạnh phúc cho nó may mắn không? À, hy vọng là cặp đôi thứ hai cũng giống như vậy luôn. Dạ. Không? Thôi thì bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Fida KOA, tinh thần thép. Điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Trời đất ơi trời. Em một người khá là độc lập. Những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Và khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Yên tâm, bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng, nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện với thợ luôn á. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1987. Năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À, từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? Dạ vâng ạ. À, thấy chưa, thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ, em chào hai anh chị MC, chào bạn nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ. Một người Hà Nội, một người ở nhà bè. Có bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Hiếu có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì
Em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Bây giờ em đang làm gì? À, hiện tại thì em gắn bó với ngành F&B là nhiều. Lên khi mà đến tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn nữ bên kia thưởng thức một chút đồ uống để cho ngọt giọng, có thể là giúp em may mối được tốt hơn. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Dạ. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào anh. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi là khéo tay lắm đó. Đó, bên đây thế mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thế mạnh của nhà gái nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em là người khá là độc lập. Những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Rồi, còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Chứ bình thường, ai làm cho em? Yên tâm, bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. Rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Đã trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ hai. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online, kéo dài được khoảng một năm. Không lâu lắm. Dạ vâng, thì sau đó là bạn ấy có đi du học, thì thực ra là cũng không kéo dài được. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm. Thì là cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Hai cái mối tình này rất là lạ. Mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Dạ. Đến năm thứ 14 mới đầu yêu. Yêu năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? À, cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Dạ, em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? À, bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình thôi ạ, từ thời đại học. Quen nhau gần 8 năm. Rồi sau đó thì bạn đi du học, tụi em quyết định là chia tay. Cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi, vậy tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, ông Mai hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Ừ, nãy giờ nhà gái không nói nhiều, nó ít quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản thôi à. Chỉ cần bạn á trung thủy, biết quan tâm em, với là bạn ấy nấu ăn ngon, tính tình vui vẻ thoải mái một xíu. Tính tình vui vẻ thoải mái, đừng có gia trưởng. Không gia trưởng. À, giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa người. Thích mập hay ốm? Dạ thích ốm. Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nghe. Ốm hả? Chào chị. Chào em. Trời ơi, trời. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, ta uống nước không, người ta không ăn. Nước trái cây không mà nên heo thì lắm. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện cái sợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. CEO của một chuỗi cái thức uống, cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. Rồi bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì sao nè? Gia đình em thì là một gia đình rất là tình cảm, nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Rồi, tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Đôi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ, ba mẹ em cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi. Nhà em là ở đâu? Dạ, em ở nhà bè.
Ở nhà mẹ luôn hả? Giờ ở với ai? Em ở với ba mẹ. À, bây giờ là ở ba mẹ. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không? Hiếu? Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng. Thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Nên em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em vẫn lựa chọn ở gần, vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ vé bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người người thân nhà gái trước ha em ha. Dạ. Đầu tiên thì em chào hai anh chị MC và em chào bên nhà trai ạ. Khuyết điểm bằng em thì khá là nhút nhát. Bạn không có giỏi ăn nói. Nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi á, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Và thật sự là tính tình của bạn rất là tốt. Rất tốt luôn. Rất là hiếm tìm được một người con gái nào mà tốt như bạn. Chơi với bạn rất là chân thành, rất là có hiếu với ba mẹ. Và cũng rất là biết cơ đối nhân xử thế. Nếu như hỏi em thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá, cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng. Cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Em đó chỉ là quan điểm của em. Rồi, cảm ơn gái. Rất là hay đó. Rất rõ ràng. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đi đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. À, xin chào nhà trai ạ. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái. Và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyên. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Lại đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản thôi mà, 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đừng hay đúng không ạ? Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy. Đúng không? Dạ. Bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu, nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà. Kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp rồi cũng cỡ ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi. Báo hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa sợ bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta ở gần là có hiếu, đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi. Về phần cha mẹ là cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hòa chung một nhịp đập. Bấm nút, điều đấy là gia đình mừng nhất. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa? Vậy thì thôi thì mở rào. Bắt đầu đi, em trai. Đứng dậy đi, đứng trên trình cho anh có một chút quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em. Khi đến với chương trình thì em rất là vui. Em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Được gặp bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Trước khi đến cái chương trình thì em cũng không có quá là mong, em cũng sợ là mong đợi nhiều thì nó sẽ thất vọng ấy. Nên em cũng chỉ là hy vọng là
bạn ấy vừa đủ những cái mục tiêu chuẩn mình đặt ra thôi chứ. Và khi mà gặp bạn hôm nay, bạn chia sẻ và nghe là chia sẻ của bạn và cũng như là của bác á, thì em cảm thấy là tuyệt quá, tại vì bạn thực sự là đúng giống kiểu mẫu người mà em cũng đang muốn hướng tới, em tìm được. Thật ra hai bạn này nè, bây giờ chỉ cần hai bạn bàn về cái chuyện hẹn hò đi. Đúng rồi. Hẹn hò nó như thế nào? Bảo đảm luôn, sau khoảng thời gian hẹn hò là hai bạn này tự động sẽ có đưa ra cho mình những cái phương án cho hôn nhân. Vậy thì anh cũng xin phép được hỏi em hai câu như này. Dạ. Cái thứ nhất thì nếu mà được thì bao giờ em có thể kết hôn được? Và câu thứ hai, nếu mà chỉ có sự lựa chọn ở đây hoặc ra Hà Nội thì em sẽ lựa chọn phương án nào? Dạ, về kết hôn thì em đã sẵn sàng từ nhiều năm rồi ạ. Em chỉ chờ người tới rước thôi. Cười quá vậy. Còn về mình sau khi kết hôn mình ở đâu thì em nghĩ là lúc này sẽ là cân nhắc giữa hai bên. Đi tới đi em. Giờ mình không nói, mình hành động. Ông định đứng sát vô, khi đứng sát vô coi coi ba mẹ thấy hợp lý không? Về phong thủy coi. Đẹp, hai bạn này đẹp đôi. Vấn đề là hai đứa thấy có hợp nhau không? Nãy giờ nói chuyện đó, trái tim có nhúc nhích, rung động chút xíu này không? Có thấy tìm được đối phương một cái gì để mình yêu, mình nhớ, mình thương chưa thôi? Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm là chúng ta đồng ý hẹn hò và trao duyên cho nhau. Nào, chị Lan đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Mình em có nói một chút xíu về lý do em không bấm. Em nghĩ rằng lúc đăng ký chương trình thì em cũng có cái tâm nguyện, đó là hiện tại bây giờ tuổi của em nó cũng lớn thôi. Em muốn có một cái thời gian tìm hiểu nó không quá dài để có thể kết hôn được trong năm nay. Rồi. Cái khoảng cách nó thực sự là quá xa, nên đâm ra là cái thời gian mà nó có thể tìm hiểu nhau thì nó sẽ bị thu hẹp lại rất là nhiều. Thế nên em nghĩ rằng mình có thể là có một dành một sự lựa chọn nào đó nó có thể tối ưu hơn cho cả bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì không làm mình mất thời gian của cả bạn nữ nữa. Rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Ơi, không sao cả. Nếu như chúng ta không bấm nút ở đây thì có hàng triệu người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho cô gái, hoặc là có hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Duyên mà, coi như hôm nay các bạn có duyên từ Hà Nội đến nhà bè đã gặp nhau, nhưng chắc thiếu không có thiếu nợ. Đây là những món quà dành cho các bạn đây. Chúc các bạn luôn luôn may mắn trong cuộc sống và chúc các bạn sẽ thành công trong con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời hai bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay chúng tôi kể cho quý vị nghe không trọn vẹn lắm. Hai nút bấm đã không đồng điệu với nhau rồi. Duyên phận sẽ đến với các bạn trong một ngày sớm nhất nha. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình sau. Bạn muốn hẹn hò? Mời các bạn xem Bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình, và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyên Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta? Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy. Không. Thôi chết. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và rồi, bạn gái kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992, quê em ở Ninh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng,
PC kiểm hàng giá ấy của tù ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc. Hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Rồi, bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hiền. Khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ. Còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá, đâm ra dễ mất lòng người khác ạ. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai, nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ, là có nghĩa là chưa có tình yêu? Dạ. Chưa có tình yêu luôn? Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tính chính thức thì chưa, nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm rồi ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay con gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Thế là dạ, hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa, một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi ôi, cái cặp này nữa. Đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to hai mí, một người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Và nhưng mà không biết được nhất, trong mai gặp mặt này thích thì sao, em không cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em... Em 1m63 đấy ạ. Mất hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đi ạ, mắt đen, đen. Mắt đen. Vâng. Bây giờ mập hay ốm nè? Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy? Không. Thôi chết, 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ, sao? Cưng. Xem tình hình nào chứ. Nó bây giờ là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà. 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau, biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu đi ạ. Có duyên? Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được ạ. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không. Tại vì rồi, em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái. À vậy à. Rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay mắt như thế nào? Mắt đen, mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không cần phải xinh quá, tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá, mình cũng không được đẹp nên. Sao bi quan thế? Cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích là hay nói nhưng mà đừng có cảm ràm. Không thích cảm ràm ạ. Ý là hay nói lên, tính em cảm ràm nói nhiều đó. Tính em cũng ít nói. Em thích rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Trời em gái. Dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Thôi, quan trọng vẫn là con tim. Thôi giỏi gia đình. Gia em đình. Gái đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, không sao hết. Em trai tôi đi sẽ với thay anh. Mặt gia đình đàn gái. Dì với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ.
Mở rào, hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kéo rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi em. Quay qua nở nụ cười xem nào. Chào, chào em. Công Huyện. Qua phường ngay. Chào, hôm nay anh không hơi cho cái bạn nên anh chưa quyền chịu nhiều nhưng anh tặng bố hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Rồi, cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình mà đơm hoa kết trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê chắc chắn cái điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng bạn khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể ạ. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn rồi. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Cái nó vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, trong ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình, sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à, cái cặp này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á, cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Xin nhất là hôn mãi. Hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Sao cảm giác sao nói nghe coi nè. Có nổi da gà không? Em nghĩ là cái đó để cho riêng em đi. Cảm giác khó tả đúng không? Dạ. Đây là phần quà của cô gái tặng cho chàng trời trai. Trời ơi, đơm hoa kết trái. Đúng rồi. Quá trời trái. Mẫu bài bạn gái kìa. Cầm cho nó. Rớt rồi, cầm rồi nó. Để lại đi. Rớt. Cho nên cần cầm đi. Cái này là duyên số. Chúc mừng cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng niềm vui hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ giây thì... 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như sét đánh nữa hả? Thôi cũng lạ. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là xấu, xấu nhất á. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi, mời các bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ.
Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Huyền Linh, chào chị em. Hồng Vân Lung chào Linh. Em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ, em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút. Nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, không nói chuyện đi hả? Chỗ khác. Chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà. Hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ. Tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính thì vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh. Cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định chị, ha. Dạ, để thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng. Nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời. Mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy cá ta. Tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn đó, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm. Nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi. À, mới thành thơ đúng dạ. không? Rồi, được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 mối giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như thế sét nào. Đánh nữa, ha. Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời. Thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ. Giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết. Nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó và em làm được là... Cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì ra. Đó giờ em không có đặt nặng. Nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân nghe ơi. Giọng thì rất khó lắm. Em có 2 tấm hình. Đây ạ, chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em dậy thì thành công. Đây, dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là dậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là xấu, xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia. Vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi.
Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á, là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ. À. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Ha, kiên nhẫn nữa. Không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Yeah. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt rồi, quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu vô tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống bàn. Đây. Rồi rất là chu đáo luôn nè. Đây em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha. Anh ơi em tặng cho anh, anh có thể mở ra. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi à. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Dạ. Nó bị quíu quíu hay sao. Chị để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. Em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh. Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ. Thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ
Em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ ba năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Thu mọc tóc. Mọc tóc luôn ạ. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về văn hóa, văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á, thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn hơn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Xin lỗi. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn chương trình. Hạnh phúc nghe. Chúc mừng gặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Rồi kinh tế làm sao? Chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Mời nhà trai. Chào anh trai. Mời đi em. Rồi xin mời nhà gái. Chào em. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp ở kia. Chào tất cả các thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Dạ, em chào. Tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bạn là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình. Điện, nước, cơ khí là làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm á. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng không mấy tháng hơn ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn là những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng.
Trời ơi, sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em? 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời ơi. Bạn đó yêu đàn ông hả? Mới gì mà quen. 7 năm em mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ, lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi, làm mất tao 7 năm thanh xuân. Nhỏ 7 năm trời thì tình hình đó. Giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó. Phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá. Tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ nhì nó là gì? Sâu sắc. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á. Một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy. Thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không, nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy. Bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ vậy đi. Em nghĩ là cái mô hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì phải. Nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, nói chung giao em là em làm rất là nhanh. À, chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Dạ. Phải tiết tốc cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại đúng rồi. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? À, dạ em đi với mẹ, chị với lại hai người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng. Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung. Cho nên là chị thấy về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí. Với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ đã có hai em mà. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Cảm ơn. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu với bạn rồi. Này là ok không. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, đứng lên tặng quà đi. Chào em. Dạ, chào anh. Em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi, em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. Em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này. Em cũng tặng anh ha. Dạ. Nghe đồn anh thích màu xanh. Còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời. Còn em thì lại một đời bên anh. Nghe rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát là luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không,
anh chiếc đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi, em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái giọng rất cái năng là lượng là á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ, cũng vui lắm. Thôi, mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Dạ. Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Thì bây giờ mình em cũng không rồi. Có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở Đắk Lắk? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Nếu mà đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Anh thấy bạn cũng phù hợp với em. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. Chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngát, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoan dài mãi, hương rượu cần ngất ngây. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kề tháng huyền thoại và chẳng đám sang xanh nhã, lắng nghe lời ai rây hình nhận mình nhận hỡi linh, nghe sao xuyên lòng ai. Trời ơi, hay quá vậy. Bây giờ mai mốt vậy em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thầy cô ngồi lại em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn. Hãy chăm sóc bạn gái ấy. Đó, ôm liền, nắm tay luôn.